Everybody, welcome back to my Toon Gameplay channel. Các bạn quay trở lại kênh Toon Gameplay mình trong series 8 tựa game hôm nay. Mình sẽ bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video này cùng bạn này. Một tựa game kinh dị mang tên Origins 3. Mình cùng bỏ qua phần này nào bạn. Samantha, Jessica, họ đã bị mất và chúng ta cần bỏ thân một cái để tìm vào. Chúng ta phải đây bạn. Let's try one. I should get out of here. Bắt đầu nào. Cho cần mình trong ngôi nhà này cho cần tìm đến 5 chiếc chìa khóa và một chiếc hộp. Và cho có thể trốn thoát ở đây vậy. Bắt đầu nào. Đây là những nọ máu giúp cho chéo của chúng ta minh mẫn hơn bạn trốn thoát của Slenderman. Oh my god. Hộp máu sẽ hiện lên chấm đỏ bạn, một cái chìa khóa sẽ hiện là dấu ánh sáng màu sáng màu trắng. Đó, có thể dễ dàng biết được kìa. That is key. We found through the five keys. Careful. That's somewhere. Và đóng đuổi vào nhà bạn. Em chưa chụp hóa đây nữa bạn. For your five keys to be found. I should get out of here. Go up here. Còn hai chiếc khóa vào một chiếc hộp cuối cùng các bạn. Chiếc khóa thứ tư rồi. Sao vậy nào? Chắc cần tìm chiếc chìa khóa cuối cùng các bạn. Các bạn về chỗ cũ rồi. Các bạn lên lại trên này các bạn. Đây sẽ trở cuối cùng rồi bạn. Final key. Để chúng ta thoát được vào bạn. I exit. I'm back home. Okay. This time, I managed to rescue an innocent soul. Cố gắng trở ra tới tiếp theo trong video này. Patrick. Paga messed up with this game. Chapter 2. Don't forget to inspect the cabinet. There may be useful things. Ở đây đang tìm ra gọi. Cho con tìm ra này. Crush it! Oh my god. Làm lại là bạn. Taking. Tôi thèm có sách không? Bỏ cái cửa nào nào. I need this. Taken. 78882 rồi. I need a card. Để cho đưa vào trong rồi. Vì ta em kéo này tìm những bộ đồ mình rất cần. I need this. Okay. Find a way out of the building. I find August symbol to open the main door. Let's try to put the bronze symbol to the channel on the main door. Đây bạn. Ok, vậy là mình đã qua được chapter 1 các bạn. Các bạn chơi sai thì tiếp theo trong video này sẽ là Naruto. Và tựa game kinh dị và chi video bẩn. Let's play hard. Enter at your own risk. thì mình không bạch chìa khóa, không đưa những cuốn sách ở đây nào bạn. First look, the father. Let's play. Sau 3 đêm mình giải cứu cô gái này các bạn. Let's see here. I will not wait. Nothing. Please. Đây là bạn. Tôi có tổng cộng 3 item để đặt đấy. Xe phụ ông ta đấy bạn. Secret Rocky. Xếp bố này nữa này. Mr. Mickey to open this form. Chưa phá này, chưa phá các bạn. Files. Và chúng ta kia ở đâu nhỉ? Rồi xuống shotgun lên xin hạt 1v1 các bạn. Where is he? What is that? Có được sẽ như thế nào các bạn? Chưa biết được vậy. Ô, cô bé này các bạn. Đi từ cây. Này đâu. Don't make a noise or my father will show up. Gì thế nào đây? Don't make a noise, or my father will show up. Không ra đâu bạn. Chưa phá được chiếc quần này bạn. Thì lấy cái bố cho. Tôi thích khóa màu xanh rồi các bạn. Không là đèn gì đây. Look, look. Có chuyện thật các bạn nhỉ? Ở đây. Đã có số dây rồi. Đi đầu tiên cho em xuống đây rồi. Ok, rồi mình sẽ để xem là xong khá tiếp bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mời bạn chuyển sang cái tiếp theo trong video này. Troll Quest Horror. Đây là level 7 của tôi này. Rồi tới từ đầu nào. Bây giờ là những gì này. Right. Right down one. Tiếp đến có mặt cái này. Tấn vào giữa người ta là bạn. Dọa lao tàn. Không monster là bạn. Nhà được bạn. Ấn giữ người chữ thang hai lần như vậy. Level 14. Cắn vào giữa con gà này. Chắc cần hòn này. Cho lại cả xuống này. Để mình hoàn tay xong được 6 level. Con gà vẫn để đoạn chuyển sang và chúng ta xuống này. Brand new air view. Bắt đầu với ngày đầu tiên cho trong cái đàn này các bạn. The first day. hết rồi cả nhà này. Đây thì rộng. Now that's right. To leave this house. Oh, I'm in the area. I'm going to be the hammer. What's up there? Okay, I could just edit it down. Have you done Bonobo games? The first day, I don't think so. Every kid. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ sẽ cầm quạch phần báo số các bạn. Còn phần lọc xuống nữa, đi tìm vào. Oh my god, shotgun front. Cuối cùng trong video này, Avinon, Killer Brands, Games. Hãy đi tìm tất cả những cái trong nhà này để cho có thể trốn thoát khỏi được bọn Dream, G-R-E-A-M. We have to put it on the letters. Có lẽ mình sẽ dừng video rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong channel Toon Gameplay mình nhé. Thank you so much.